U là ông đặt con bé cho tên của tôi luôn, các bạn ơi. Baby xin top 1 Việt Nam kìa. Đó là fan top 1 Baby nữa kìa. Em có một câu hỏi cho anh Baby, sao anh không lập nhóm Facebook vậy anh? Cho anh biết được là fan anh đã u là trời. Ai nói tôi không có Facebook? Ai nói tôi không có nhóm Facebook? Và ta-da, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và đầu kia video các bạn nhớ cho mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình, đạt mốc tiếp theo là 30.000 người đăng ký nha. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái series review nha, đọc lại phần thứ thứ mấy rồi ta? Ừ là trời, mình quên phần thứ mấy rồi các bạn ơi, như là phần thứ 8. À đúng rồi, phần thứ 8 nha mọi người. Đó, thì trước khi là mình review nhập lại phần thứ 8 thì mình sẽ là review một cái mô hình nhà đảo bầu trời đó của bạn là Queen Bee nha. Đó cái gì? Fit B150B, B356, B229 trên 229. Rồi full bỏ full bed luôn các bạn ơi, quá là ghê gớm nha. Đó của bạn Queen Bee. Đó nhà 1 triệu sao luôn các bạn ơi. Đó dân Fit Pro nha. Wow wow wow, một cái mô hình đảo bầu trời mới nè đó, cho các bạn tham khảo nha. Rất là đẹp luôn. Đó, cái mô hình này thì là đơn giản hơn cái mô hình hôm trước mình cho các bạn xem. Đó của các bạn Amit. Cái này thì kiểu giống như là một cái công viên đó các bạn ơi. Đó, giống cái mô hình công viên hoa mọi người. Ở đây thì mình đã được coi một cái chú gấu VIP đó, mùa trăng sao rất là đẹp nha các bạn ơi. Đó, mình nghĩ là con gấu VIP này đẹp nhất đó các bạn. Rồi phía bên đây là có một cái ngôi nhà đó, trong ngôi nhà chúng ta sẽ có một cái viên lập lục bảo thạch. Đó, để coi ngôi nhà đẹp cho các bạn, rất là đơn giản nha. Và bên đây ngôi nhà này thì sẽ là trang trí một cái viên kim cương xanh các bạn ơi. Rồi trên đây thì sẽ là một viên kim cương đỏ nè, đó. Và cái chỗ mẹ mình muốn cho các bạn xem đó chính là cái chỗ này. Đó, một cái gốc cây cổ thụ siêu to khổng lồ đó của bà Tăng Vlog nha các bạn. Và thêm một cái mình khá là hay đó chính là một cái ngôi nhà hoa hồng đó, cái mái nhà hoa hồng rất là đẹp và sáng tạo luôn đó, được treo lên trên cái cây gốc cổ thụ nha. Đó, quá là nên thơ các bạn ơi, quá là mơ mộng luôn. Và cái gốc cây cổ thụ là siêu to này đã được ráp với nhiều cây là bao bếp. Đó, và cái gốc cây bao bếp này là trong cái gói đập hợp các bạn ơi, hòn tử bé mọi người. Đó, và chủ nhà này cũng rất là thốn nhiều kim cương để mở hộp nha các bạn. Đó, cũng xương xương là cũng vài chục hộp đó mọi người, 3-40 hộp đó các bạn ơi. Và mình nghĩ là còn hơn thế nữa nha các bạn. Đó, cũng là 40-50 hộp gì đó mọi người, mình nghĩ là nhiều hơn nữa các bạn ơi. Rồi về phía bên này mình đã trang trí một cái hòn non bộ đó, có rất là nhiều núi rồi thác nước nè, đó có chậu tắm ớt nè. Đó, rất là đẹp nha các bạn ơi. Đó, bạn này mà có ý tưởng mà có nhà đảo bầu trời thì là tham khảo cái mẫu của bạn Queen Bee này nha. Và mình zoom xe cho các bạn xem nha mọi người. Đó, xem cho nó rõ nha toàn cảnh xung quanh cái ngôi nhà của bạn Queen này. Đó, và mình đã đầu tư khoảng là 8 cái gốc cây bự khổng lồ nha mọi người. Đó, mua 8 gói kim cương, 250 kim cương các bạn ơi. Đó thì được một gốc cây bự nha. Rồi ok. Đó, và mình sẽ đứng đây mình chụp hình selfie tự sướng trước khi là mình review nhà độc lạ nha. Và bạn may mắn đầu tiên trong cái review nhà độc lạ phần thứ 8 của mình đó chính là bạn Kiều Tiên rồi, 2136. Rồi, và các bạn này mà muốn thêm nha cái review nhà độc lạ phần thứ 9 của mình là nhớ comment cái tên nhân vật dưới video nha mọi người. Đó, và các bạn nhớ like video này nữa nha. Và đặc biệt là đăng ký kênh cho mình. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm điểm cho các bạn Kiều Tiên này thôi. Đó, mới chưa review đó bụng rồi các bạn ơi. Để tôi ăn tí xíu nha. Đó, lấy sức là đi review nhà nha các bạn. Rồi, đó, ăn no xong rồi đó các bạn ơi, đó bắt đầu review nè. Đó, chấm điểm nè các bạn ơi. Rồi, có bít nè, đó 0.5 nè, có ké nè 0.5 nè, có bọ nè. Ê, có kim cương nè các bạn ơi, có đéo quý nè, rồi cho 0.5 nữa nè. Và có bọ VIP nè, ớt VIP nè, đó sẽ cho là 1 điểm nha. Rồi, và đây là cái phòng bếp của bạn Kiều Tiên nè. Rồi, trên lập thì đều có bánh kem nè, đó có con sứa nè, ở happy birthday chúc mừng sinh nhật. Wow, lầu đây chân rất là nhiều ké nè, đó có bọ VIP nè các bạn ơi, ớt VIP nè, đó u là trời rồi. Và ké thì mình sẽ cho 0.5 điểm nha các bạn ơi, tại là chưa có ké bóng năm xịn sò nha. Đó, bọ thì mình sẽ cho 1 điểm. Rồi ok, và mình sẽ chấm điểm các bạn Kiều Tiên này như sau. Thiết kế là 1 điểm nè, bọ VIP 1 điểm nè, ké là 0.5 nè, có đéo quý là 0.5 nè, và bếp là 0.5 nữa. Và tổng số điểm của bạn Kiều Tiên đó chính là 6.5 điểm nha mọi người. Ok. Rồi bạn tiếp theo Mon Cute 0705 512. Nhẹ nhàng như một cô tiên và luôn mong manh dễ phở. Rồi nhà của bạn là nhà 24k. Rồi có một chiếc xe cà rốt rất là to luôn. Để coi là trên này có cái gì đây. À cũng là có ké nè, mini nè, có rất là nhiều bếp luôn. Đó, rồi bếp là cho 0.5 điểm nha. Ké thì mình sẽ là cho 0.5 và bọ mình sẽ cho 0.5 nữa nha. Tại là chưa có bọ VIP xịn sò nha mọi người.
Rồi phòng trong này là phòng gì đây? À, phòng ngủ của bạn đó nè, đó trưng rất nhiều bộ đồ của bạn đó luôn. U là trời, mình lấy cái bộ này cũng có kính đó các bạn ơi. Hình như bạn này rất thích đeo kính nha. Phòng gì đây? À, phòng này là phòng trưng cây, à phòng chăm sóc cây nè mọi người. Rồi tiếp tục lên lầu. Đó, để coi trên này có cái gì. Rồi trên này là máy chơi game. Ok. Và mình sẽ chấm điểm các bạn môn cute như sau. Đó, biết là 0.5 thiết kế 1 điểm. Bỏ 0.5, kế 0.5. Và chưa có sáng tạo gì hết nha. Và tổng số điểm của bạn môn cute đó chính là 5.5 điểm nha mọi người. Rồi đó, trong này là phòng toilet nè các bạn ơi. Ok. Bạn tiếp theo, thả nhém búa. Rồi ok, đặt tên là nhém búa đúng không? Đó, kế nhém búa nha mọi người, chắc là bắt ra nhiều kế nhém búa nè. U là trời, đó đúng là dân câu kế thì là các bạn ơi, nó đặt tên là nhém búa nè. Wow, quá là nhiều cái bóng năm luôn, kế 6 nè, đó heo hồng nè. Ở đây có kim cương nè các bạn ơi, đó kim cương đá quý nè. Đó, đây mình sẽ cho là 1 điểm luôn nha. Đó, như lúc trước là mình nói là ai mà chân kim cương thì sẽ cho 1 điểm. Đó, bạn này thì có rất là nhiều được kim cương đá quý luôn. Và kế thì chắc chắn là mình sẽ cộng 1 điểm rồi mọi người. Đó, tại là rất là nhiều kế vip nè, heo hồng nè, nhà tán nè. Đó, mini rất là nhiều luôn. Và một xíu định là cho 1.5 điểm nha các bạn. Tại vì bạn này là chân rất là nhiều kế luôn nha mọi người. Đó nên mình sẽ cộng là 1.5 điểm cho cái bạn Thái Nhâm 4 này luôn. Rồi trên này thì là cái phòng khu chấm bếp và máy chơi game. Có bếp nhiều nè, cho 0.5 điểm nữa nè. Và hình như là bạn này là fan của Lão Gió các bạn ơi. Đó, 20/10/2021 YouTube Lão Gió. À rồi ok. Các bạn nào biết là Lão Gió không mọi người? Đó, một YouTube đời đầu của Play to Reader nha các bạn. Wow, dưới hầm bằng đá chân rất là nhiều côn trùng bọ các bạn ơi. Đó, ớt rất là nhiều nha. Gorillaz nè, dương miệng nè. U là trời, xin vía dương miệng Gorillaz nha. Đó, tôi bắt rất là nhiều con mà chưa có con này có nón dương miệng mọi người. Rồi, châu chấu hầm cũng có nè, đó, dương miệng cũng có luôn. U là trời, rất là nhiều bọ nha các bạn. Bạn sẽ cho là 1 điểm bọ vía nè các bạn ơi. Và mình sẽ chấm điểm các bạn thái nhé, bút như sau. Đó, kế vip 1.5, bọ vip 1, đó, đá quý 1, bếp 0.5 và thiết kế 1 nữa. Và tổng số điểm của bạn thái nhé, bút đó chính là 8 điểm nha mọi người. Đó, một số điểm khá là cao luôn. Và bạn tiếp theo là Laria, rồi có level 19 nha. Đó, nhìn nhà 700 kim cương xinh xò chưa. Rồi bây giờ mình sẽ là bắt đầu tham quan cái nhà của bạn này nè. Đó, coi là có gì nha các bạn ơi. Rồi có bếp vip nè, có bọ vip nè, đó có bướm nè, xịn sò rồi cho 1 điểm. Và trong này có một cái căn phòng, đó phòng như cho chỗ dạy học hay sao nè các bạn ơi. Nhưng mà chỗ này có thấy có cái cục này rất là lẹ các bạn ơi. Chỗ này mình chưa hiểu lắm cái bạn này đề con như thế nào mọi người. Đó có cái khối crypto này chưa hiểu cho lắm. Rồi và ở trước nhà thì nó cũng đề con rất là nhiều bọ nè, đó bọ hít cu lết nè, bướm nè. U là trời, bọ cánh cứng nè các bạn ơi, con cánh cứng mình chưa có dương miệng. Rồi cũng có ké nè, ké mini. Wow, trong này một cái khu ké 6 các bạn ơi, ké 6 dương miệng nữa. Rồi có ké vip cho 1 điểm luôn nha. Đó, tại là nhiều ké bóng nam á mọi người. Rồi trong phòng này là cái phòng 8 toilet của bạn đó. Wow, ngồi đây thì chân rất là nhiều bếp luôn các bạn ơi. Đó, nhìn cái khu nhà cho bếp luôn mọi người. Đó, nhưng mà sao không thấy bếp ghép đâu hết ta, toàn là bếp nở sẵn không à mọi người. Đó, mình chưa thấy cái bếp ghép nào nha. Nên mình là chỉ cộng mức tối đa đó chính là 0.5 điểm thôi nha các bạn ơi. Đó, chưa cho 1 điểm được nha. Có bit gift thì mới cho 1 điểm được. Rồi, về phía bên này mình đã trang trí một cái quán trà chanh. Ê, và có một viên kim cương xanh nè các bạn ơi. Rồi, cho 1 điểm nha. Đó, tại là kim cương. Ok, và sẽ chấm điểm các bạn ạ. Ly le re này như sau. Thiết kế 1 nè, bỏ vip 1 nè, kế vip 1. Có kim cương 1. Đó, bit thường là 0.5. Và tổng số điểm đó chính là 7.5 điểm nha mọi người. Rồi bạn tiếp theo Mikey Cute. Rồi các bạn cùng vui chơi thoải mái đi. Đó cũng là nhà 700 kim cương luôn. Đó chủ nhà có level 11 nha. U là trời. Và trước là như là trống trơn không có để coi cái gì luôn các bạn ơi. Đó thấy có mấy cái cầu tuột nè. Rồi trong này thì trưng bày rất là nhiều cái chip. Đó cái 6 là cái thường 44 nè. Đó chưa có cái vip nhiều nha. Nên là cho 0.5 nha. Biết thì cũng vậy. Đó biết thường chưa cái biết ghép. Cho 0.5 luôn. Rồi thì trong này là phòng tắm của bạn Mikey Cute nè. Đó. Rồi bên này là phòng ngủ. Đấy, cái giường rất là đẹp các bạn ơi. Cái giường màu hồng nè, mình rất thích cái giường này luôn. Rồi bên này cũng trưng bày nhiều giường quá. Đó, 3-4 cái giường luôn các bạn ơi. Trên này thì mình đã được coi một cái lớp học. Đó, ok, các bạn sách rồi, sách vở các kiểu đầy đủ luôn mọi người. Rồi nói chung là cũng có sáng tạo các bạn ơi. Đó, thiết kế một cái lớp học nha, nên cho 0.5 điểm.
và tổng số điểm của bạn ở MIK đó chính là như sau: thiết kế 1 điểm, sáng tạo 0.5, kế 0.5 và biết là 0.5 nữa, tổng số điểm đó chính là 5.5 điểm nha mọi người. Rồi xin chúc mừng. Rồi bạn tiếp theo Vũ Thanh Ngọc K9. Rồi khó nhà luôn đó, không chấm điểm được nha. Bạn này là khó cổng rồi. Bạn tiếp theo FBB Xin Quy Đê. Rồi ok. Cái gì? Mọi người hãy quay đăng ký và like cho kênh Top 1 BB nha mọi người. Ú là trời ơi, thank you em nha. Đó rất là cảm động luôn đó. Fan tôi đã phải như vậy nè các bạn ơi. Đó fan là phải như vậy nha mọi người. Wow wow wow, chưa gì thấy có đế quyết gì xịn sợ kìa các bạn ơi. Đó xấu cục tao bự chạy bé kìa mọi người. Wow, chứ nhà này trang trí rất là nhiều trang phục luôn. Đó có kẻ cũng có ít VIP nè các bạn ơi. Wow, có kim cương xanh, kim cương đỏ các bạn ơi, kim cương trắng nè. Đó rồi cho một điểm nha. Và công nhận là mấy kim cương này là tắt đèn nhìn đẹp ghê các bạn ơi. Đó nó xoay xoay nhìn rất là sáng luôn nha, quá đẹp luôn. Rồi bên này thì có rất là nhiều bảo VIP luôn. Rồi cho một điểm bảo VIP nữa nha. Và hình như là các bạn này biết mình là quê nhà hay sao các bạn ơi. Đó để cái biển là chúc mừng baby sẵn ở đây luôn nha mọi người. U là trời, tâm linh ghê chưa các bạn ơi. U là trời, đặt tên là biết tên tôi đó các bạn ơi. Đó baby xin top 1 Việt Nam. Đó fan top 1 baby phủ về kinh đó kìa các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn nha. Rồi và trong phòng này có cái gì đây? À hình như cái bảng này ghi gì đây? Mãi fan baby xin top 1 Việt Nam, em có một câu hỏi cho anh. Sao anh không lập nhóm Facebook cho anh biết được là fan anh đó? Ú là trời, ai nói tôi không có nhóm Facebook. Tôi có nhóm Facebook đàng hoàng nha. Đó nhưng mà mình không có tương tác nhiều trên đó các bạn ơi. Và đây là cái nhóm Facebook của tôi nè các bạn ơi. Đó gần 6.000 thành viên nha mọi người. Đó à, mình muốn đăng ký thêm vào cái nhóm Facebook của mình là nhớ đăng ký thêm gia nha mọi người ơi. Tên là Baby Family, gia đình của Bi. Đó cái nhóm Facebook của tôi đó các bạn ơi. À nó không có đâu. Rồi và hình như là bạn xin này đã biết mình qua đây nên là đặt câu hỏi ở đây luôn các bạn ơi. Rất là hay và thú vị nha. Đó hình như là bạn đó là biết trước mình qua đây các bạn ơi. Đó tiên tri được tôi luôn mọi người ơi. Bạn có làm thầy bói không vậy? Cái này là mình ngẫu nhiên mình vào thăm nha các bạn ơi. Đó chứ không phải là mình hiện trước hay là cái gì trước nha mọi người. Đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đó không phải là sắp đặt gì hết nha các bạn ơi. Mà nào ngờ chúng mà vô chúng cái review nhà fan của mình luôn mới hay chứ các bạn ơi. Và mình sẽ chấm điểm các bạn xin quy đề như sau. Đó thiết kế 1 nè, bảo viết 1 nè, biết 0.5, có kim cương là 1 nè và ké là 0.5 nữa. Và tổng số điểm đó chính là 7 điểm nha. Rồi xin chúc mừng bạn xin quy đề. Rồi bạn tiếp theo bé Như Ý xinh đẹp, mong anh top 1 BB ghé thăm, mãi là fan anh. U là trời, hôm nay chúng ngày gì nữa các bạn ơi. Đó review chúng nhà fan của tôi không à. U là trời, quá là may mắn luôn nha các bạn ơi. Đó cái này là ngẫu nhiên tôi vô để chọn nha các bạn ơi, chứ không phải là tôi sắp xếp tôi lựa đâu nha mọi người. Đó mình review là hoàn toàn là dựa trên là ngẫu nhiên. Đó mình quay số ngẫu nhiên các bạn. Mình là mình chơi hệ hên xui nha các bạn ơi. Hả tôi chơi là hên xui chứ không có lựa đâu mọi người. Đó may mắn chúng ai thì tôi vô nhà người đó thôi nha. Rồi ở đây là cái đặt đặc bản mãi yêu top 1 BB ở để cái ghế cho tôi nữa các bạn ơi. Đó hình như là sắp xếp cho tôi ngồi ở đây nè. Rồi ok, lát nữa mình ngồi xong chụp hình xong nha các bạn ơi. Phòng ngủ côn trùng. À phòng này là phòng cho cái anh cho côn trùng ngủ nha các bạn ơi. Đó côn trùng ngủ chứ không phải là người ngủ nha các bạn. Đó nguyên cái phòng là đầy côn trùng bọ luôn. Đó bọ VIP các bạn ơi. Rồi chắc chắn là cộng 1 điểm rồi nha mọi người. Có vẻ như là bạn Như Ý này rất thích là yêu côn trùng nè. Đó tạo một cái phòng ngủ cho côn trùng luôn các bạn ơi. Rất là yêu thiên nhiên động vật luôn nha. U là trời tốt được. Rồi hồ thì có rất nhiều ớt luôn. Đó ớt VIP nè các bạn ơi. Rồi cho 1 điểm ớt VIP nữa nha. Về ké thì mình sẽ cho là 0.5 điểm nha mọi người. Tại là chưa có ké bóng 5 xịn sò nha. Đó chưa có ké bóng 5 VIP. Rồi cho 0.5 thôi. À, bạn nó còn thiết kế nguyên căn phòng cho thú cưng các bạn ơi. Đó cho bét nữa nè mọi người. Rồi đó nhưng mà chưa có bét ghép nha. Đó mới là cho 0.5 thôi nha các bạn ơi. Đó phải có bét ghép thì mới là cho 1 điểm được. Rồi đây trên lầu mình nó trang trí decor nè. Đó nội thất rồi bàn bếp các kiểu này đều luôn. Rồi bây giờ tôi xuống đây để chụp hình nè. Đó, ngồi ngay cái chỗ bảng của bạn nó sắp xếp rồi đặt sẵn cho tôi ngồi nè các bạn ơi. Đó là một bô cho nó tình cảm đi lên các bạn ơi. Đó làm kỷ niệm nè. Rồi và mình sẽ chấm điểm các bạn à. Bé Như Ý xinh đẹp như sau. Thiết kế là 1 điểm nè. Đó bỏ VIP 1 nè, ké 0.5 nè và bét là 0.5 nữa. Và tổng số điểm của bạn Như Ý đó chính là 6 điểm nha mọi người ơi. Rồi xin chúc mừng. Rồi ok. Đó và như vậy cái review nhập lại phần thứ 8 của mình ở đây là kết thúc nha các bạn. Đó và các bạn là muốn thêm với cái phần thứ 9 của tôi là nhớ comment cái tên mặt dưới video này. Đó để thêm giữa cái phần thứ 9. Còn bây giờ thì xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.